Mình cảm ơn các bạn nha. Hôm nay á là mình chú tâm cho các bạn một đôi môi nè. Đó nên là mình sẽ lay cây này với lại cây này ha. Còn ngày mai á là mình sẽ chú tâm cho các bạn á vào đôi má nè. Đó, thấy không? Rất đẹp luôn. Rất hot nha. Ngày mai mình sẽ chỉ cho các bạn cách đánh sao luôn á. Đây, với lại đèn da phấn phủ độ các bạn. Đây nè, đó nè. Đó các bạn thấy không? Dạ. Con mới lên học mà con ngồi dưới con nói chuyện gì vậy con? Dạ, con đang live stream nè. Trời ơi. Đây nè, ngồi đây nha. Con làm gì? Live stream cái gì vậy? Dạ. Trời ơi, bán son nữa hả? Dạ, đúng rồi. Các bạn, mình có bà nội của mình nè. Bà nội vô đây. Chào các con. Trời ơi, người kêu lộ vô làm chi? Vô đi. Dạ. Các bạn, mình mới ra một dòng mới đây, mình mới nhập một dòng mới. Đây là son dành cho người lớn tuổi. Các bạn thấy màu đẹp không nè? Đó. Chào các con ha. Bây giờ nội xin lỗi nha. Thế giờ của bé nó lên học bài rồi ha. Rồi có gì ngày mai ngày mốt mình gặp lại ha. Mình bán son sao nha mấy con nha. Nội, con đang bán được mà nội. Đừng mà giờ đi học. Trời ơi, tắt đi mà. Dạ thưa mẹ, con nghe nội nói chưa? Tắt đi, không có like nữa. Dạ. Bye bye các bạn nha, ngày mai nhớ 12 giờ là vô nha. Bye bye. Con coi bảng điểm tháng này của con chưa? Chưa. Con coi đi. Con học hành kiểu gì mà học lực càng ngày càng đi xuống vậy hả? Dạ. Tại giờ live stream hả? Không bán được quá nên con không có thời gian học hành. Mẹ hỏi con nè, bây giờ cái tuổi của con có việc gì là quan trọng nhất? Dạ, thì là việc học, nhưng mà... Đó, việc học thì phải lo học, còn kiếm tiền để sau này. Nhưng mà học xong thì cũng phải ra kiếm tiền chứ mẹ. Giờ con kiếm tiền được rồi, thì con kiếm tiền luôn, khỏi học nữa. Trời đất ơi, trời ơi. Bây giờ con có muốn bán son cả cuộc đời mình không? Hả? Phải, bây giờ nội nói cho con nghe nè. Bây giờ con phải xác định là cái nào nó quan trọng nhất. Cái việc học nó quan trọng hay là cái chuyện con buôn bán kiếm tiền là quan trọng. Mà nội thấy ở cái lứa tuổi của con á, cái chuyện học mới là cái chuyện quan trọng nha. Còn cái này chỉ là chơi cho vui thôi, nghe chưa con? Bây giờ mẹ nói con nghe nha. Con phải phân bố thời gian rõ ràng. Một ngày mẹ chỉ cho con like trong vòng nửa tiếng đồng hồ thôi. Con học cho mẹ, tới chừng nào học được của con trở lại vị trí cũ thì mẹ cho con like tiếp, còn nếu không mẹ cắt cái này luôn. Nghe chưa? Dạ. Bán hàng live stream chỉ là nhất thời thôi, con đừng có gì nói mà con đánh đổi cả cái tương lai của mình. Mẹ con nói đúng đó nha, cái này chỉ là nhất thời thôi con ha. Đấy, con đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai là không có được ha. Cái nhiệm vụ của con bây giờ là phải học hành ha. Sau này mình cũng đi ra thế giới mình nhìn ngó mọi thứ nữa, đúng không? Chứ đâu có phải mình dừng lại ở cái chuyện buôn bán đâu, đúng không nè? Đó, nên là bây giờ á, con cứ lo việc học cho bà đi ha. Rồi còn rảnh ra khi mình bán coi như mình giải trí thôi, được không con? Dạ được. Gì? Nhưng mà không được đâu nội. Sao không được? Nãy con hứa với các bạn á, rồi ngày mai con bán dòng này nữa. Không có xào ở trường. Ba cái chuyện nhỏ nè để nội lo. Những khách mời sẽ trò chuyện với chúng ta trong chủ đề hôm nay xin giới thiệu với quý vị tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hữu Long và bé Khánh Linh. Xin chào Phương Uyên, chào Khánh Linh và chào quý vị khán giả. Dạ em chào thầy Long, em chào chị Uyên, em chào khán giả đang xem chương trình. Năm nay em 13 tuổi, em tên Nguyễn Khánh Linh. Vậy là đang học cấp 2. Học cấp 2 thì không biết là em đã có bắt đầu kinh doanh giống như là bạn trong tình huống vừa rồi chưa? Dạ, hồi đầu năm thì em có đặt dòng trên mạng xong rồi em bán lại cho các bạn trong lớp. Vậy là cũng giống như là tình huống của bạn này. Thì thay vì bạn bán mỹ phẩm thì em cũng là bán đồ để làm đẹp, để trang trí đúng không? Rồi lúc đó là bây giờ mình còn bán không? Dạ ngơ ngờ tại vì em đang trong kỳ thi nên là không còn bán nữa. Nhưng mà có lời không? Con lời ít lắm. Nhưng mà có ảnh hưởng tới việc học của con không? Dạ không, giờ ra chơi thì con mới bán thôi chứ giờ học thì con vẫn học bình thường. Nhưng mà lúc mà em nhập đồ và em bán như vậy thì cha mẹ em có biết không? Dạ có. Rồi cha mẹ nói như thế nào? Dạ ba em thì không nói gì mà mẹ em kêu là bán thì bán thử xem có thích không, nhưng mà vẫn phải học đàng hoàng. Rồi em thấy nó có ảnh hưởng nhiều thời gian đến việc học của em không, mà tới mùa thi thì em dừng lại? Dạ không, tại em học bình thường với lại là không có ảnh hưởng gì hết.
Dạ, nhiều cha mẹ không phải là phản ứng nhẹ nhàng, thấu lý, thấm tình giống như là mẹ của bé đâu, mà thấy con mình là bắt đầu gạt ngang liền, nói là học không là học đi, bắt đầu làm những cái chuyện này, chừng nào mà nếu mà có thích thì sau này học xong đi rồi hẳn tính. Thì ý kiến của thầy Long như thế nào nếu như mà các bé ngay cả từ trong môi trường học đường, từ còn rất là sớm rồi các bé đã thích kinh doanh và tập tành kinh doanh? Thực ra là thầy Long không ủng hộ. Không ủng hộ bởi vì mỗi độ tuổi sẽ có những cái việc làm nó phù hợp với độ tuổi của mình thôi. Đương nhiên các bạn chỉ mình bán cho vui cho biết thì đang là mình nghĩ là vui là biết thôi, nhưng một khi mình đã đếm được đồng tiền rồi đó thì rất là nghiện, bởi vì tiền nó có sức hấp dẫn cực kỳ kinh khủng, nó kinh cho nó hơi quá đáng. Mà chẳng qua là các bạn thích bán, thậm chí một số bạn ở quê nội ở Tây Ninh chẳng hạn, bây giờ thầy Long thấy luôn nha, thầy Long vô lớp nha là thấy mấy bạn lấy bánh tráng về bán trong lớp á, thì nó cũng vui. Nhưng mà thầy hỏi là như có ảnh hưởng tới việc học hay không thì bạn nói là không, nhưng mà chắc chắn là có, đằng nào phải có con ạ. À, bởi vì con phải nhập hàng này, mất thời gian nhập hàng này, rồi tính toán hàng hóa này, rồi dán mã hàng hóa này, rồi bán hay thu tiền này, chắc chắn có ảnh hưởng. Nhưng nếu làm ngoài giờ mà con thấy là bình thường, nó chỉ không có vì mục đích chính là kiếm tiền, đúng không, mà chỉ là vui thôi thì không sao cả. Nhưng nếu thầy nói để tìm niềm vui á, mình có nhiều niềm vui khác hơn rất là nhiều.